Chào các bạn. Bài tập tiếp theo, ở phần này thì chúng ta sẽ làm quen với một cái màn hình yêu cầu thực hiện như sau. Thì đây là màn hình thuế thu nhập cá nhân. Thì ở đây chúng ta sẽ nhập vào thông tin của người nộp thuế, gồm có họ tên, số chứng minh, nghề nghiệp, tình trạng gia đình, rồi ngày nộp thuế. Chúng ta cho biết nộp thuế vào tháng nào, và quan trọng nhất là thu nhập một tháng của người đó là bao nhiêu. Rồi sau đó chúng ta sẽ nhấn nút tính thuế, thì chúng ta sẽ cho biết cái thuế một tháng, thuế thu nhập cá nhân một tháng bằng bao nhiêu. Rồi muốn nhập qua người khác thì chúng ta sẽ nhấn nút tiếp tục. Thì sau đây sẽ là phần phân tích yêu cầu của đề bài. Trong phần thông tin nhập thì chúng ta sẽ nhập vào thông tin của người nộp thuế, thời gian nộp và cái thu nhập. Xử lý tính thuế thu nhập cá nhân của người đó trong tháng. Sau đó chúng ta sẽ xuất số tiền phải nộp ra màn hình. Tiếp theo sẽ là phần hướng dẫn giải. Thì khi thiết kế màn hình thì chúng ta sẽ sử dụng những thành phần sau. Thì đầu tiên là sử dụng radio button để chọn lựa một trong hai cái tình trạng gia đình, đó là độc thân hay là có gia đình, thì chúng ta sẽ chọn radio button. Rồi để chọn ngày thì chúng ta sẽ dùng một cái điều khiển mới có tên là date time picker. Thì đây là cái điều khiển chọn ngày tháng, chọn ngày tháng năm. Còn để chọn các tháng từ 1 đến 12 trong năm thì chúng ta sử dụng combo box. Thì đó là những cái điều khiển mà các bạn cần lưu ý. Và tiếp theo sẽ là hướng dẫn cái cách để chúng ta tính thuế thu nhập cá nhân như thế nào. Thì đầu tiên thuế một tháng cho thu nhập cá nhân sẽ được tính theo cái công thức như sau. Số tiền chịu thuế sẽ bằng là thu nhập một tháng trừ đi cho cái phần giảm trừ gia cảnh. Thì nếu như chúng ta xét cái ngưỡng tính thuế là 4 triệu, có nghĩa là những cái người nào mà từ 4 triệu trở lên thì chúng ta mới phải nộp thuế, thì chúng ta sẽ thực hiện như sau. Công thức giảm trừ gia cảnh sẽ bằng số con của người đó dưới 18 tuổi nhân với 40% của cái ngưỡng tính thuế này, nghĩa là 40% của 4 triệu, thì chúng ta sẽ nhân cho mỗi người con, thì nó sẽ ra cái phần giảm trừ gia cảnh. Thì với cái số tiền chịu thuế đó thì chúng ta sẽ có cái cách tính thuế thu nhập theo cái sơ đồ sau. Thì đây là những cái mức, ví dụ như là từ 0 đến 4 triệu thì người đó không phải nộp thuế, còn từ 4 triệu cho đến 6 triệu thì người đó sẽ cái mức sẽ là 5%, và từ 6 triệu trở đi thì chúng ta sẽ có là thuế là 10%. Như vậy là ta sẽ chia ra ba cái mốc này thành 3 bậc, là bậc 1, bậc 2 và bậc 3. Với bậc 1 là từ 0 cho đến 4 triệu thì mức thuế là 0%, tức là không phải đóng thuế. Còn bậc 2 là từ 4 đến 6 thì chúng ta sẽ chịu thuế là 5%, và bậc 3 là từ 6 triệu trở đi là 10%. Tổng của 3 bậc chính là cái thuế thu nhập cá nhân của một người một tháng. Sau đây sẽ là những cái ví dụ minh họa để các bạn dễ hiểu hơn. Thì trường hợp 1, chúng ta sẽ có là một người độc thân và có thu nhập là 10 triệu đồng một tháng. Và do là người này độc thân cho nên là không có thuộc diện giảm trừ gia cảnh, do đó thuế được tính như sau. Số tiền chịu thuế sẽ bằng 10 triệu trừ đi cho giảm trừ gia cảnh, lúc này bằng 0, thì cái số tiền chịu thuế vẫn là 10 triệu đồng. Do đó ta sẽ có 3 cái mức chia cho người này như sau: từ 0 cho đến 4 triệu, từ 4 đến 6 và từ 6 đến 10 triệu, bởi vì cái thuế của cái thu nhập của người đó là 10 triệu đồng và số tiền cũng là 10 triệu, và ta chia theo các cái bậc thì chúng ta sẽ có được các khoản tính thuế như sau. Thì khi đó các bạn thấy là thuế thu nhập cá nhân bằng thuế bậc 1, có nghĩa là 4 triệu nhân cho 0% thì chúng ta có là 0. Rồi bậc 2 chính là 6 triệu trừ 4 triệu, chúng ta có cái khoản thứ hai nhân với 5%. Và khoản thứ ba là người đó từ 10 triệu cho đến từ 6 đến 10 triệu
thì chúng ta có là 10 trừ 6 nhân với 10%, và ta sẽ cộng lại thì ra là 500.000. Như vậy là một người có thu nhập 10 triệu và độc thân thì sẽ đóng thuế cá nhân là 500.000. Trường hợp 2 thì chúng ta sẽ xét cũng là một người có thu nhập là 10 triệu một tháng, nhưng mà có nuôi hai con nhỏ dưới 18 tuổi thì sẽ được tính như thế nào? Thì với ngưỡng tính thuế là 4 triệu thì mỗi người con được giảm trừ 40%. Khi đó cái giảm trừ gia cảnh của người đó là bằng 40% nhân cái ngưỡng thuế là 4 triệu nhân với hai người thì ra là 3,2 triệu đồng. Khi đó số tiền còn lại sẽ chịu thuế chính là 10 triệu trừ cho 3,2 triệu thì ra là 6,8 triệu đồng. Như vậy thì căn cứ vào số tiền đó thì ta sẽ lập cái sơ đồ như sau. Người này sẽ cũng có 3 mức là từ 0 đến 4 triệu và từ 4 đến 6 triệu và từ 6 triệu đến 6 triệu 8, vì 6 triệu 8 chính là cái số tiền người đó phải chịu thuế. Và tương ứng với 3 mức này thì chúng ta sẽ có thuế thu nhập cá nhân được tính là 4 triệu nhân với 0% ở cái bậc 1 và 6 triệu trừ 4 triệu là ở mức 2 nhân với 5%, và ở mức 3 thì người đó là 6,8 triệu trừ cho 6 triệu nhân cho 10%. Vậy là kết quả sẽ là 180.000. Như vậy thì so sánh giữa hai người có cùng thu nhập nhưng một người phải nuôi hai con nhỏ thì người này chỉ phải đóng 180 thôi, còn một cái người độc thân thì họ phải đóng tới là 500.000 do họ không có cái giảm trừ gia cảnh. Thì sau đây sẽ là phần cái minh họa cho cái bài giải của chương trình. Thì đây là màn hình đã được thiết kế sẵn. Đây là những cái combo box. Còn đây là cái date time picker cho phép chúng ta chọn ngày. Thì khi thực thi thì chúng ta chúng ta sẽ tạo ra những giá, có thể tạo ra những giá trị mặc định ban đầu. Thì trong cái nghề nghiệp này thì chúng ta sẽ cho phép chọn những cái nghề nào đó các bạn thích. Các bạn có thể add rất là nhiều nghề nghiệp mà chúng ta biết vào đây. Thì đây là cái combo. Còn với tình trạng gia đình thì chúng ta có những cái radio button. Còn ngày nộp chính là cái date time picker, thì các bạn thấy nó giống như một cái quyển lịch thu nhỏ cho phép chúng ta chọn cái ngày. Và đây là cái ngày hiện hành. Rồi nộp thuế tháng thì chúng ta đây là những cái tháng được add vào trong cái combo box. Thì đó là cái phần giao diện. Thì để tạo được cái giao diện như thế này thì chúng ta sẽ xem cái phần xử lý ban đầu khi mới mở form như thế nào. Đầu tiên là tạo danh sách nghề nghiệp. Thì chúng ta sẽ tạo ra add vào trong cái combo. Thì chúng ta có thể tạo ra một cái danh sách là mảng. Đây là một cái mảng các nghề nghiệp mà chúng ta biết. Sau đó các bạn có thể add vào thông qua cái thuộc tính là data source của combo box, hoặc là các bạn có thể làm một cách nữa, đó là chúng ta sử dụng cái item là add và chúng ta duyệt qua độ dài của cái mảng này và chúng ta lần lượt chúng ta add từng phần tử của mảng vào trong cái item đó. Còn tạo danh sách tháng thì chúng ta làm đi từ 1 cho đến 12, rồi chúng ta add từng phần tử và ta định dạng. Thì sau khi tạo danh sách nghề nghiệp và tạo danh sách tháng xong thì chúng ta sẽ tạo các giá trị mặc định, như là tình trạng gia đình là độc thân thì các bạn cho cái độc thân chấm chéo bằng true, rồi số con các bạn cho bằng 0. Ngày nộp là ngày hiện hành thì chúng ta sử dụng cái thuộc tính value của date time picker mà chúng ta gán bằng cái đối tượng date và sử dụng cái thuộc tính là today. Rồi nộp thuế tháng sẽ bằng tháng hiện hành trừ 1 thì chúng ta sẽ cho cái chúng ta sẽ thực hiện là dùng cái thuộc tính today của date và lấy min. Rồi
ta trừ đi 1. Thì đó là cái những cái xử lý khi ta mới bỏ màn hình. Kế tiếp chúng ta đi xử lý lỗi trên ô họ tên. Ví dụ như là khi họ tên mà thay đổi mà chúng ta chưa có nhập liệu chẳng hạn, thì nếu như họ tên bằng rỗng thì chúng ta sẽ sử dụng cái error provider. Thì error provider là một cái đối tượng dùng để quản lý lỗi, thì chúng ta đặt tên là lỗi ở đây. Rồi chúng ta sẽ gán cái lỗi cho nó thông qua cái phương thức set error, rồi cái textbox mà sẽ thực hiện báo lỗi và thể hiện cái thông tin, cái câu thông báo là bạn chưa nhập họ tên. Rồi chúng ta sẽ khai báo một cái biến hợp lệ là một cái biến toàn cục. Biến hợp lệ là một cái biến toàn cục cho biết cái thông tin nhập có hợp lệ hay không, và giả định ban đầu chúng ta cho nó là bằng false. Bởi vì ban đầu chúng ta chưa có nhập đầy đủ nên là ta gán bằng false. Ngoài ra còn có một cái những cái thông tin cần khai báo toàn cục như là ngưỡng tính thuế là một cái hằng số, thì đây chúng ta cho cái ngưỡng tính thuế là 4 triệu. Rồi các cái mức tính thuế tương ứng với những cái bậc thì chúng ta cho cái mức 1 là 4 triệu và mức 2 là 6 triệu, chính là những cái mức trong cái sơ đồ của chúng ta khi tính. Rồi các cái tỷ lệ tính thuế như là tỷ lệ 1 là ở bậc 1 là tỷ lệ là 0%, còn tỷ lệ 2 là 5% chính là 0.05, còn tỷ lệ ở bậc 3 là 0.1 có nghĩa là 10%. Thì đó là những cái hằng số để chúng ta sử dụng để sau này khi các bạn cần thay đổi thì chúng ta sẽ thay đổi ở đây, chỉ thay đổi một lần chứ không phải vào chương trình để chúng ta sửa. Thì đó là những cái khai báo biến toàn cục. Tiếp theo chúng ta sẽ xử lý những cái lỗi trên những cái ô còn lại như là số chứng minh, cũng làm tương tự, hay là nghề nghiệp nếu mà không đúng chúng ta cũng gán lỗi. Sau khi gán set error cho cái provider, cho cái error provider lỗi xong thì chúng ta cho cái hợp lệ bằng false, ngược lại thì cái hợp lệ của chúng ta bằng true. Và nếu như hợp lệ thì chúng ta gán cái chuỗi thông báo, câu thông báo là bằng rỗng. Còn xử lý lỗi cho những cái ô khác như là ô textbox thu nhập thì chúng ta cần phải xét, nếu như cái giá trị nhập mà bé hơn bằng 0 thì chúng ta cũng thông báo lỗi là thu nhập phải lớn hơn 0, rồi hợp lệ cũng bằng false. Và khi có sự thay đổi trên cái ô thu nhập thì cái tiền thuế chúng ta cũng cho là bằng rỗng. Và để đi tính thuế thì chúng ta sẽ thực hiện như sau. Nếu như kiểm tra hợp lệ các thông tin thì chúng ta mới bắt đầu tính. Chúng ta khai báo những cái biến như là tiền chịu thuế, thu nhập và gia cảnh. Rồi số con chúng ta lấy từ cái ô số con. Các cái bậc 1, bậc 2, bậc 3 chính là những cái mức thuế cho những cái bậc. Rồi thuế chính là cái giá trị sau cùng. Đầu tiên ta lấy thu nhập tháng. Các bạn dùng cái hàm C double để chúng ta đổi sang cái giá trị double. Rồi tính tiền giảm trừ gia cảnh thì ban đầu giả định là một cái người độc thân, ta cho là gia cảnh bằng 0. Như vậy thì nếu như người nào có gia đình thì ta sẽ cho cái gia cảnh bằng với cái số con nhân với 0.4 nghĩa là 40%, nhân với cái ngưỡng tính thuế của chúng ta là 4 triệu. Khi đó số tiền chịu thuế sẽ là thu nhập trừ cho cái gia cảnh. Và chúng ta lần lượt tính thuế và chúng ta sẽ đi tính ngược từ cái bậc 3 trở xuống. Thì tính thuế bậc 3 có nghĩa là từ 6 triệu trở đi thì sẽ chịu thuế là 10%. Thì như vậy ta sẽ hỏi xem cái tiền chịu thuế đó mà có lớn hơn hay bằng mức 2. Mức 2 có nghĩa là 6 triệu đồng. Các bạn thấy trên màn hình nó đang hiển thị. Thì chúng ta sẽ có cái bậc 3 chính là tiền chịu thuế trừ cho mức 2 nhân cho 0.1 nghĩa là 10%. Sau đó ta đi tính tiếp thuế bậc 2. Như vậy thì ta sẽ hỏi, nếu như
cái tiền chịu thuế mà lớn hơn mức 2, có nghĩa là nó đang lớn hơn 6 triệu. Thì cái số tiền thuế bậc 2 sẽ bằng là mức 2 trừ cho mức 1, nghĩa là 6 6 triệu trừ cho 4 triệu nhân với 5%. Còn ngược lại thì cái tiền chịu thuế sẽ trừ đi cho cái mức 1, nghĩa là 4 triệu. Có nghĩa là người đó thu nhập khoảng 5 triệu thôi. Thì khi đó cái bậc 3 của họ sẽ là bằng 0, bởi vì cái bậc 3 là phải tính trên 6 triệu. Cho nên là nếu như một người mà thu nhập khoảng 5 triệu thì họ sẽ được tính là bậc 3 lúc này sẽ bằng 0, và đi tính tiếp bậc 2. Thì bậc 2 nó sẽ hỏi là tiền chịu thuế có lớn hơn 6 triệu hay không, lớn hơn bằng 6 triệu hay không. Thì lúc đó chúng ta sẽ không thỏa và nó sẽ chạy xuống đây. Khi đó tiền chịu thuế chính là ví dụ như 5 triệu trừ đi cho cái mức 1 là 4 triệu, thì lúc đó sẽ là 1 triệu nhân với cái 5%. Còn cái bậc 1 thì luôn luôn bằng 0 nên ta gán sẵn ở đây. Và cuối cùng thuế thu nhập cá nhân một tháng sẽ bằng 3 cái bậc cộng lại. Sau đó ta xuất cái tiền thuế ra màn hình. Còn ở đây thì tôi thông báo message box để chúng ta có thể theo dõi được từng bước. Sau đây sẽ là phần minh họa. Ví dụ với người này tình trạng là độc thân, rồi chúng ta sẽ gán thu nhập tháng là 10 triệu đồng thì tiền thuế sẽ như thế nào. Thì các bạn xem cái bảng phân tích này, người này có cái giảm trừ gia cảnh là bằng 0, số tiền chịu thuế khi này sẽ là 10 triệu. Thuế bậc 3, nghĩa là trên 6 triệu, thì chính là 400 ngàn. Tại vì 10 trừ 6 rồi nhân với 10% sẽ là 400 ngàn. Thuế bậc 2 từ 4 đến 6 triệu là 2 triệu đồng nhân 0.05 thì ra là 100 ngàn. Còn thuế bậc 1 là bé hơn hay bằng 4 triệu thì là 0. Cho nên ta cộng lại thì sẽ có là 500 ngàn. Tuy nhiên nếu một người có gia đình mà có hai con thì cái thuế này sẽ là 180, bởi vì cái giảm trừ gia cảnh là bằng 3 triệu 2. Tại vì mỗi người con sẽ là 40% nhân với cái ngưỡng tính thuế, rồi chúng ta nhân cho 2 nữa, cho nên đây ta có là giảm trừ gia cảnh là 3 triệu 2. Số tiền chịu thuế lúc này sau khi trừ ra sẽ là 6 triệu 8. Như vậy là thuế bậc 3 trên 6 triệu của người này chính là 800 ngàn nhân với 10% sẽ là 80 ngàn. Còn thuế bậc 2 sẽ là 6 trừ 4 là 2 triệu nhân với 0.05 là 5% thì ra 100 ngàn. Như vậy tổng cộng thuế phải nộp là 180 ngàn. Còn giả sử ta tính một trường hợp khác là một người chỉ có thu nhập 5 triệu đồng thôi, thì các bạn thấy khi mà tôi nhập chuẩn bị nhập không như thế này thì cái giá trị của nó chưa có hợp lệ, thì provider error provider nó sẽ báo lỗi là thu nhập phải lớn hơn không. Cho nên tôi nhập vô là 5 triệu đồng. Thì khi mà chúng ta tính thuế cho người này thì các bạn sẽ thấy là cái giảm trừ gia cảnh của người này tới 3 triệu 2. Do đó số tiền chịu thuế chỉ có 1 triệu 8 thôi. Như vậy thì cái ngưỡng tính thuế của chúng ta là đến 4 triệu đồng mà người này chỉ có 1 triệu 8. Cho nên thuế cả ba bậc này là bằng 0 hết, và cái cuối cùng của người này sẽ là bằng 0. Tuy nhiên các bạn cần lưu ý đó là chúng ta phải xét trước khi mà chúng ta tính thuế, các bạn cần thêm một cái điều kiện, đó là nếu như cái tiền chịu thuế nó bé hơn hay bằng cái ngưỡng tính thuế thì chúng ta không có tính. Cho nên là cái điều kiện chúng ta lúc này sẽ là lớn hơn cái ngưỡng tính thuế thì chúng ta sẽ đi thực hiện. Xét trường hợp tiền chịu thuế mà lớn hơn cái ngưỡng tính thuế thì chúng ta mới thực hiện những cái phần tính thuế này. Còn nếu không thì mặc định những cái giá trị thuế khi mà chúng ta khai báo nó sẽ là không.
Thì đó là cái cách để chúng ta xét những cái trường hợp nếu như thuế mà chúng ta nhập vào cái thu nhập mà và sau khi trừ giảm trừ gia cảnh mà cái tiền chịu thuế nó nhỏ hơn cái ngưỡng thì chúng ta sẽ có cái tiền thuế tháng sẽ là không. Thì các bạn cần lưu ý là chúng ta phải thêm cái phần điều kiện đó vào. Còn với những cái phần kiểm lỗi thì các bạn lưu ý khi mà sử dụng error provider, ví dụ như khi chúng ta nhập là xóa tên một người đi, thì khi mà xóa như vậy thì cái biểu tượng lỗi nó sẽ nhấp nháy và khi mà các bạn rê chuột vào nó sẽ cho biết cái thông tin lỗi là gì. Ví dụ như đây chúng ta chưa nhập họ tên thì tôi sẽ nhập vào. Rồi số chứng minh, giả sử như chúng ta cũng không nhập chẳng hạn, thì cái này nó cũng thông báo lỗi là bạn chưa nhập. Hay là nghề nghiệp chúng ta xóa đi. Thì ở đây chúng ta cần phải chọn cái nghề nghiệp. Đó là những cái xử lý lỗi khi mà chúng ta thực hiện. Như vậy là chúng ta vừa xem xong phần minh họa cho bài giải thuế thu nhập cá nhân. Thì ở bài này giúp cho chúng ta rèn luyện một cái kỹ năng sử dụng mô tả, sử dụng từ một cái mô tả của bài toán, chúng ta đi hình thành được cái cách giải quyết vấn đề, đồng thời sử dụng những cái điều khiển để kiểm lỗi như là error provider để giúp cho cái việc kiểm lỗi được nhẹ nhàng. Ví dụ như là không phải xuất thông báo bằng message box liên tục mà chúng ta thể hiện bằng một cái biểu hiện, một cái biểu tượng lỗi. Và khi chúng ta muốn biết cái thông tin đó lỗi là gì thì chúng ta sẽ rê chuột vào cái biểu tượng lỗi đó, chúng ta sẽ biết được cách sửa lỗi. Thì ở bài này ngoài cái error provider chúng ta còn làm quen với data picker để chúng ta chọn ngày tháng năm. Rồi trong cái bài này thì giúp cho các bạn hiểu rõ hơn cái cách để chúng ta xây dựng một cái thuật giải của chương trình. Thì chúc các bạn thành công ở bài tập này.